Trên những đồng bằng Phi Châu, trong những cánh rừng ở Đông Nam Á, nằm tách biệt khỏi văn minh con người, cách xa cuộc sống quen thuộc với chúng ta. Sinh sống giữa thiên nhiên hoang dã, nếu bạn ghé tai áp xuống mặt đất và cảm nhận thấy tiếng rung chuyển đang lại gần, nghe thấy tiếng dậm chân trên mặt đất, thì nhiều khả năng một sinh vật lớn đang tiến về phía bạn. Một loài sinh vật với kích cỡ to lớn, hiếm thấy trong lịch sử. Một huyền thoại sống, một kẻ khổng lồ hiền hòa, sinh vật to lớn nhất thế giới. Loài voi. Voi là kẻ khổng lồ thực thụ. Voi trưởng thành có thể cao đến 4 mét và nặng đến 7 tấn. Voi là loài trên mặt đất có thân hình to lớn nhất hành tinh hiện nay, và tính trong lịch sử, to lớn hơn voi chỉ có tổ tiên vốn đã tuyệt chủng từ lâu của nó, đó là voi ma mút. Trước đó thì có khủng long. Voi là thành viên duy nhất còn sống sót của bộ voi Proboscidae. Voi tiến hóa từ tổ tiên nguyên thủy của nó cách đây khoảng 60 triệu năm về trước, khoảng cuối kỷ cổ cận, Paleocene. Trước khi chia thành một nhánh riêng biệt, tổ tiên của loài voi sinh sống ở dưới biển. Chúng là những loài có vú sống ở dưới nước, có quan hệ gần với lợn biển và đu công ngày nay. Voi hiện đại chỉ mới xuất hiện cách đây khoảng 3-4 triệu năm, quanh khoảng giữa kỷ Paleocene. Voi ngày nay vẫn còn lưu lại vài dấu tích nhỏ thể hiện gốc gác sinh vật biển của nó, ví dụ như cấu tạo giải phẫu, tai giữa và tinh hoàn nằm ở ổ bụng. Ngày nay, voi được chia làm hai chi khác nhau, chi voi châu Phi và chi voi châu Á. Chi voi châu Á hay Elephas có thân hình nhỏ hơn, tai cũng nhỏ hơn, lưng phẳng hoặc lồi lên, da trơn láng hơn và có những mảng da mất sắc tố với các ụ gồ ghề nổi trên đầu. Trong khi đó, với chi voi châu Phi, hay còn gọi là voi Loxolonta, to lớn hơn nhiều, tai cũng lớn hơn, lưng lõm xuống, bụng dốc xuống, da thô ráp và đầu phẳng nhẵn. Voi châu Phi được chia tiếp thành hai loài, voi rừng và voi bụi rậm. Khác biệt giữa hai loài này không đáng kể. Voi rừng thân hình nhỏ hơn, gần bằng với voi châu Á. Ngà voi rừng thẳng hơn, cứng hơn và có màu hơi ngã hồng. Mỗi bàn chân có nhiều móng hơn và chúng có tai hình tròn. Voi bụi rậm thì nổi tiếng hơn, là hình ảnh điển hình của voi châu Phi. Voi sinh sống ở nhiều địa hình, môi trường đa dạng khác nhau, từ savan, sa mạc, đầm lầy cho tới thảo nguyên, bờ hồ, thậm chí cả những ngọn núi tuyết băng giá và những cánh rừng rậm nhiệt đới. Voi châu Á thường sống ở những rừng cây bụi lá gai, còn voi châu Phi thích sống ở đồng cỏ rộng hoặc các cánh rừng nhiệt đới rậm rạp. Thức ăn của voi hoàn toàn là thực vật, bao gồm lá, cỏ, chồi cây, vỏ cây, cành cây, rễ cây và hoa quả. Voi voi lớn, khỏe và linh hoạt giúp chúng hái, vặt cành lá và đưa vào miệng. Mỗi ngày, voi có thể ăn một lượng thức ăn lên tới 140 kg và uống đến 150 lít nước. Hoạt động ăn diễn ra chủ yếu vào buổi sáng và buổi chiều. Vào trưa, khi ánh nắng mặt trời chiếu mạnh, thì voi nghỉ ngơi dưới tán cây hoặc gật gù trong khi đang đứng. Giấc ngủ dài của voi diễn ra vào buổi đêm. Gọi là dài, nhưng thực tế chỉ kéo dài hơn 3 tiếng mỗi ngày. Sinh ra với ruột hoàn toàn vô khuẩn, trong khi cần vi khuẩn đường ruột để phân hủy và tiêu hóa thực vật. Vi khuẩn này có được từ việc voi con đầm mình và ăn phần của voi mẹ. Cũng giống như những loài ăn cỏ khổng lồ khác, voi phát triển đến kích thước này để giúp chúng tồn tại được với chế độ ăn là các loài thực vật kém dinh dưỡng. Voi di chuyển chủ yếu dựa vào chân, trong khi cả thân trên tĩnh tại, để bù vào sự tăng trọng lượng cơ thể và để cho voi có thêm chiều cao
để giúp nó dễ dàng với lên cành cây nằm trên cao hay cách xa. Chân vòi phát triển dài hơn và to hơn. Trong khi bàn chân thu ngắn lại và phình ra. Phần đầu vòi phát triển, phần hàm dưới phối hợp cùng vòi vòi. Với cấu tạo từ các bó cơ khỏe chắc nhưng vẫn rất linh hoạt và dẻo dài, vòi vòi có thể đảm đương được nhiều nhiệm vụ, bao gồm cả việc thở, đụng chạm, cầm nắm, đào bới, cọ rửa cho bản thân mình và cho những con khác. Vòi vòi cũng có thể có chức năng như ống lấy dưỡng khí khi vòi phải lội qua một vùng nước rộng. Ngoài ra, nó còn giúp vòi có một khứu giác tốt, nhạy bén gấp 4 lần của chó săn. Đầu mũi còn có 1 đến 2 mấu hoạt động như một ngón tay nhỏ giúp cầm nắm chính xác hơn. Việc này rất quan trọng với sự sinh tồn của loài vòi. Vòi không thể sống lâu với vòi bị thương tổn, liền hay quá ngắn. Vì lý do đó, vòi là một trong những loài có sọ lớn nhất thế giới động vật, để giúp chúng có sức đỡ bó cơ nặng là vòi. Độ dày của xương sọ cũng như bộ ngà lớn không chỉ giúp vòi đào hố tìm nước, tìm rễ cây hay tước vỏ cây, mà còn là vũ khí trong các cuộc đối đầu theo đúng nghĩa đen. Một phần để tự vệ hay để bảo vệ các con vòi khác. Một phần là để cho các cuộc tranh đấu mang tính nghi thức với các con vòi khác, đặc biệt là giữa các con vòi đực trưởng thành. Chúng thường tranh đấu dữ dội với nhau để bảo vệ vị trí của chúng trong đàn. Da vòi cũng tương tự như bộ da dày chắc của những người họ hàng sống dưới nước của chúng. Dù da vòi phát triển là để chống chịu môi trường nhiệt độ cao, khắc nghiệt, chứ không phải để chống lại sự ăn mòn của muối trong nước biển. Ở chỗ dày nhất, da vòi có thể dày đến 2,5 cm. Da vòi thường có màu tro xám. Tuy vậy, da vòi châu Phi thường trông có màu nâu sẫm là do chúng thường xuyên tắm bùn để giải nhiệt và để bảo vệ chúng trước ánh nắng chói chang, nóng bỏng của châu Phi. Sau khi tắm bùn, chúng sẽ dùng vòi thổi các bụi lên trên người, rồi khi bùn khô sẽ tạo thành một lớp vỏ bảo vệ. Hai tai vòi có tác dụng điều hòa thân nhiệt. Trên tai vòi là một tập hợp rất nhiều những mạch máu nhỏ gọi là mao mạch. Tai là phần có da mỏng nhất trên cơ thể vòi. Điều này giúp nhiệt lượng cơ thể dễ dàng tỏa ra bên ngoài môi trường. Khả năng tỏa nhiệt càng được tăng cường khi vòi phe phẩy tai của chúng. Tai càng lớn, vòi càng thích nghi cao với môi trường nhiệt độ cao. Khi mới sinh, vòi còn thường có những mảng lông màu nâu hay đỏ gạch quanh vùng đầu hay lưng. Nhưng sau này, khi chúng lớn, đám lông này dần biến mất. Tuy vậy, lông vẫn còn lưu lại ở một số vùng như cuối đuôi, cằm, bộ phận sinh dục, ở quanh tai và mắt để bảo vệ những mô mềm dễ bị tổn thương khỏi các loại ký sinh trùng và bụi bẩn. Nhờ có dáng đứng thẳng và vị trí phân bổ của các chân, vòi có thể đứng trong một thời gian dài mà không bị mệt mỏi. Hai chân trước của vòi có thể đỡ được 60% trọng lượng toàn bộ thân hình của nó. Khác với các loài bốn chân, vì trọng lượng khổng lồ của nó, nên vòi chỉ có hai dạng di chuyển. Đi bộ và đi bộ nhanh hơn một chút, có thể coi là chạy. Nhờ có miếng đệm dày cấu tạo từ mô mỡ ở bàn chân, khi vòi chạy sẽ có hiện tượng bật nhảy, giúp chúng có thể dễ dàng đạt đến tốc độ 18 km/h. Trong khi nhìn vào, ta có cảm giác như chúng đang chạy bằng hai chân trước, cũng như tạo ra tương đối ít tiếng động. Vòi cũng là loài bơi rất giỏi. Khoa học đã từng ghi nhận trường hợp vòi bơi liên tục 6 tiếng mà không cần chạm đất hay chạm đến đáy biển. Não của vòi tương đối nhỏ so với kích cỡ, thân hình. Tuy vậy, kích thước não vòi cũng to gấp 4 lần não người. Thùy Thái Dương được coi là nơi đảm nhận nhiệm vụ phân tích dữ liệu từ các giác quan đưa về lớn đến mức lồi ra hai bên đầu. Tương tự, tim vòi có thể có khối lượng lên đến 20 kg nhưng lại chỉ đập 30 nhịp một phút. Vòi sống trong một kiểu xã hội được gọi là phân kết. Chúng thường đi thành đàn lớn khi di cư theo mùa,
Còn khi đã đến một địa điểm cần đến, thì các nhóm nhỏ hơn hoặc các cá thể sẽ tách ra ở riêng. Voi thường di chuyển quãng đường dài đến 19 km mỗi ngày. Một số con có thể đi nhiều hơn thế 10 lần vì nhu cầu thức ăn của chúng rất lớn. Cấu trúc một bầy voi là theo chế độ mẫu hệ. Đứng đầu mỗi bầy là một con voi cái già. Tiếp theo là các con cái nó sinh ra. Con cái già nhất sẽ thừa kế vị trí đầu đàn. Nhiều bầy voi hợp lại thành đàn lớn cùng nhau di trú khi mùa khô tới. Đôi khi hoặc ba bầy voi trong đàn lớn sẽ thường giao du với nhau tạo thành nhóm liên kết. Bầy voi châu Á thường có số lượng ít hơn so với bầy voi châu Phi. Đời sống của một con voi đực trưởng thành rất khác biệt. Voi đực thường chỉ sống ở ngoài rìa lãnh thổ của một bầy voi. Chúng cũng thường xuyên kết giao, tiếp xúc với các con đực và các bầy voi khác. Đôi khi, chúng bị đuổi khỏi bầy, trở thành những con voi lang thang hoặc cùng những con voi lang thang khác tạo thành một nhóm. Chỉ tiếp xúc với các bầy voi khác khi có con cái đã đến tuổi sinh đẻ, có thể nhận biết qua chất hấp dẫn con cái tỏa ra. Con đực dễ dàng nhận ra bằng khứu giác nhạy bén của nó. Voi đực bắt đầu được coi là trưởng thành khi từ 15 đến 20 tuổi. Trong giai đoạn này, lượng testosterone ở voi đực tăng cao gấp 60 lần mức bình thường. Điều này khiến khả năng sinh sản của chúng tăng mạnh. Bên cạnh đó, hành vi của chúng cũng trở nên hung hãn và hiếu chiến hơn rất nhiều. Đây cũng là giai đoạn động dục của voi và thường diễn tiến theo mùa. Ở giai đoạn này, có thể quan sát được chất lỏng tiết ra ở tuyến thái dương chảy dọc theo hai bên mặt của voi. Ngoài ra, ta sẽ thấy voi tự tiểu lên người, quay đầu qua lại, chân dậm dậm mặt đất như đào xới hoặc có hành vi hăm dọa, hiếu chiến, thậm chí cả với các con cái. Trong khi đó, giai đoạn động dục của voi cái lại không diễn tiến theo mùa mà lại diễn ra theo kỳ, cách quãng đều đặn suốt cả năm. Tuy nhiên, hoạt động giao phối thường chỉ diễn ra vào cao điểm mùa mưa khi voi đực vào giai đoạn động dục. Vào lúc này, khi con đực đầu tiên để ý con cái, sẽ bắt đầu theo chân bảo vệ con cái khỏi những con đực khác. Trước khi giao phối, con đực đưa vòi của nó đặt lên lưng con cái để ra hiệu. Sau đó, hoạt động giao phối được tiến hành khá ngắn gọn và được lặp đi lặp lại cho đến khi thụ thai. Quá trình thai nghén ở vòi thường kéo dài lâu. Mỗi lứa chỉ đẻ một con và cùng lắm là sinh đôi. Giai đoạn mang thai của voi có thể kéo dài tới 2 năm và khoảng cách giữa hai lần sinh có thể tới 5 năm. Voi con thường được sinh ra vào cuối mùa mưa. Voi con mới sinh thường cao khoảng 80cm và nặng tới 120kg nhờ quá trình thai nghén dài. Voi mới sinh thường phát triển khá đầy đủ. Chúng nhanh chóng đứng được và đi theo bầy. Ban đầu, voi mẹ canh chừng con rất nghiêm ngặt. Thậm chí không cho bất kỳ con voi nào khác trong bầy lại gần voi con trong mấy ngày đầu sau sinh, cho đến khi voi con cứng cáp hơn sau khi được bú sữa mẹ. Con voi con mới sinh thường là tâm điểm chú ý của cả bầy voi. Voi trưởng thành và các con voi khác thường sẽ đi quanh dùng voi để sờ, chạm và vuốt ve chú voi mới sinh, tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên trong cùng một gia đình. Trong khi đó, các con voi đực thường không tiếp xúc với con của nó. Ở một vài bầy voi, thường quan sát thấy hiện tượng các con voi trưởng thành cùng san sẻ trách nhiệm chăm sóc voi con. Các con voi cái trẻ tuổi thường sẽ cho voi con bú sữa và chăm sóc chúng cho đến khi voi con đạt khoảng 3 đến 6 tháng tuổi thì bắt đầu cho cai sữa. Tuy vậy, voi con vẫn thỉnh thoảng được bú sữa để đảm bảo sinh trưởng khỏe mạnh cho đến khi nó lên 2 tuổi. Các con voi con thường rất nghịch ngợm hay nô dẫn. Các con voi cái con sẽ chạy đuổi bắt nhau, còn voi đực con sẽ thường chơi đánh nhau. Voi trưởng thành sẽ nhắc nhở voi con qua việc dùng vòi đập nhẹ, lấy chân đá hoặc huýt nhẹ. Còn chạm vòi chân đuôi một cách âu yếm sẽ là cách khích lệ voi con. Phương thức truyền đạt thông tin chủ yếu giữa các cá thể voi là thông qua đụng chạm. Dù bất kể ở độ tuổi nào, khi voi gặp nhau sẽ chào bằng cách vuốt hoặc cuốn lấy vòi của nhau. Ngoài ra, chúng sẽ chạm vào miệng,
liếm thái dương cũng như bộ phận sinh dục của nhau. Qua đó, chúng sẽ thu thập thông tin hóa học, thể hiện sức khỏe của con voi kia. Phương thức truyền đạt khác là thông qua tiếng voi gầm, phát ra từ thanh quản, đôi khi được biến đổi khi đi qua voi. Tiếng voi gầm nghe như tiếng kèn Chopin phát ra mỗi khi con voi bị kích động hoặc đau đớn. Muốn truyền đạt thông tin qua khoảng cách xa, voi sẽ dùng đến sóng hạ âm. Tiếng gọi phát ra với tần số từ 14 đến 35 Hz. Còn voi khác cách đó 10 km vẫn nghe được, vì thính giác của voi có thể xử lý được âm tần lên tới 1 Hz. Một cách giao tiếp khác là thông qua chấn động. Voi dậm chân xuống mặt đất theo nhịp. Bên nhận sẽ hơi nghiêng mình về đằng trước, dồn trọng lượng cơ thể xuống chân trước, được gọi là tư thế đông cứng. Tư thế này giúp truyền dao động từ chân và vai lên tay giữa thông qua các đốt sụn. Tương tự như lớp mỡ truyền âm được quan sát thấy ở cá voi có răng và lợn biển. Voi là loài khá thông minh. Chúng có khả năng tự nhận biết hình ảnh của mình trong gương, một khả năng chỉ có ở một số loài linh trưởng và cá voi. Với cái voi linh hoạt của mình, voi cũng có khả năng sử dụng công cụ, ví dụ như dùng cành cây làm vợt đuổi ruồi muỗi. Voi cũng có trí nhớ khá đáng kể. Chúng có khả năng ghi nhớ địa hình trên một diện tích rộng lớn mà chúng đi qua trong những lần di trú. Voi có tuổi thọ tương đối cao, thường sống đến 6-70 tuổi. Con voi cao tuổi nhất từng được ghi nhận chết ở tuổi 86. Với kích thước khổng lồ, voi có tác động to lớn đến hệ động thực vật nơi nó sinh sống. Voi có thể nhổ bật cây, chúng có thể biến thảo nguyên thành đồng cỏ chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Những hố nước do voi đào lên thường thu hút nhiều loài động vật đến. Nhờ việc voi thường xuyên phải ăn và quãng đường di trú dài, chúng trở thành kẻ vận chuyển lý tưởng cho hạt cây. Nhiều hạt cây nằm trong đường ruột của voi di chuyển khắp quãng đường dài. Nhiều loài động vật nhỏ cũng đi theo đường di trú của voi. Ví dụ như khỉ đầu chó và các loài khỉ khác. Bọ hung cũng vậy. Bọ hung ăn thức ăn còn chưa tiêu hóa hết trong phần voi. Trong khi voi trưởng thành, hầu như không phải lo ngại bị loài thú khác tấn công nhờ thân hình đồ sộ của chúng áp đảo mọi kẻ thù. Nhưng những con non bị lạc khỏi bầy sẽ dễ dàng trở thành đối tượng bị tấn công bởi những kẻ săn mồi như sư tử, linh cẩu hay chó hoang châu Phi và hổ châu Á. Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất với voi chính là con người. Voi châu Phi được liệt vào danh sách loài dễ bị tổn thương. Voi châu Á bị đe dọa nghiêm trọng. Số lượng cá thể giảm một nửa trong vòng 60 năm qua vì môi trường sống thu hẹp do nạn phá rừng. Cũng như nạn săn bắn trái phép. Thịt, da và đặc biệt là ngà voi là mục tiêu nhắm đến của những kẻ săn trộm. Phần mô ngà sau khi xử lý sẽ có màu trắng tinh, thường được coi như một chất liệu đặc biệt dùng làm phím đàn piano, bóng bì già và các xa xỉ phẩm khác. Từ tiếng Anh chỉ loài voi là elephants, có nguyên gốc là một từ tiếng Hy Lạp chỉ màu trắng ngà. 1/3 ngà voi cấu tạo từ thành phần tương tự như tủy răng, với các sợi dây thần kinh chạy dài suốt tận đầu ngà. Vì vậy, không thể cắt bỏ ngà voi khi con voi còn sống. Việc này sẽ gây tổn thương rất lớn cả thể chất và tinh thần cho voi. Việc buôn bán ngà voi ngày nay chỉ được coi là hợp pháp nếu ngà voi được lấy từ những con voi đã chết. Tuy nhiên, việc săn bắn bất hợp pháp vẫn là một vấn đề nhức nhối trong việc bảo vệ loài voi châu Phi và voi Ấn Độ. Trước đây, một phần không nhỏ dân số Ấn Độ kiếm ăn phụ thuộc vào việc buôn bán ngà voi. Các băng đảng trộm cướp, buôn bán lậu ngà voi và thịt voi. Chúng thường sẽ tổ chức những đợt săn bắn và giết hại một số lượng voi khá lớn.
một số khác không nhỏ chết khi bị săn như trò tiêu khiển cho những tay săn thú giàu có. Từ thời cổ đại, con người đã thuần dưỡng và huấn luyện voi thường với mục đích giải trí. Đến ngày nay, ta vẫn sẽ thường thấy voi trong các vườn bách thú hay rạp xiếc. Nhiều người phản đối nói hoạt động giam cầm voi như vậy là vô nhân đạo và làm tổn hại đến con thú. Việc huấn luyện voi tạo áp lực cả về thể chất và tinh thần cho con voi. Nhiều con voi bị con người nuôi nhốt có tuổi thọ ngắn hơn đáng kể so với những con voi sống ngoài tự nhiên. Voi còn được con người tận dụng để làm việc, chuyên chở hàng nặng đến những nơi xa xôi hẻo lánh hoặc để làm phương tiện di chuyển cho khách du lịch. Voi rất có ích vì không phải chăm sóc kỹ, dễ huấn luyện cũng như khả năng làm việc ở môi trường khí hậu nhiệt đới khó khăn, nơi máy móc và phương tiện cơ giới truyền thống không thể hoạt động. Trong lịch sử, voi còn tham gia các trận giao chiến. Tướng lĩnh, vua chúa thường ngồi trên lưng voi chỉ huy xông tới. Con voi lúc nào cũng biến thành một cỗ máy vũ trang khổng lồ. Trường hợp nổi tiếng nhất có lẽ phải kể tới tướng Hannibal xứ Carthage, người đã vượt qua dãy Alps cùng đoàn tượng binh gồm 38 con voi với tham vọng ngông cuồng là chinh phục thành Roma. Hay như vua Ptolemy của Ai Cập đã dùng đoàn quân voi châu Á để thiết lập quyền lực của mình trên khắp vương quốc. Voi dạy, ngựa xéo là một hình thức xử tử được áp dụng trước đây bởi các vị vua chúa ở Đông Nam Á. Các con voi được hoang dã rất khó kiểm soát tính khí thất thường, hiếu chiến, hung hăng của chúng vào giai đoạn động dục đã khiến nhiều con voi nổi điên tấn công người dữ dội khi bị kích động. Mỗi năm, voi điên làm chết hơn 100 người ở Ấn Độ. Còn số người chết do voi tấn công trên toàn thế giới lên đến 400 người. Một số vụ voi tấn công người được cho là để trả thù những thợ săn và dân làng đã săn bắn, giết hại hoặc ngược đãi các con voi khác. Dù thường được xem là một biểu tượng của sự hiền hòa, kiên nhẫn và đức tính cao quý, nhưng chính những đặc tính khác thường của chúng khiến chúng lâm vào tình cảnh khốn đốn hiện nay, bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Một kỷ nguyên mới đang tràn đến. Không có chỗ cho thế giới hoang dã. Dù tương lai của loài voi không mấy sáng sủa, nhưng hiện tại voi vẫn là kẻ khổng lồ, oai vệ của thế giới hoang dã.